Chúa theo Thánh Luca, chương 11, câu 14 đến câu 26. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó, có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ, các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và nó thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến cứu chuộc con người khỏi lệ thuộc Satan. Quyền năng của người làm cho ma quỷ phải khiếp sợ, sợ mất ảnh hưởng, sợ không còn đất dung thân. Theo như kinh nghiệm, bất kể việc gì chúng ta làm, dù là việc lành thánh, thể nào cũng lại có nhiều khuynh hướng nhìn sự việc theo những cách khác nhau. Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi những lời ong tiếng ve, dù rằng người giúp trừ quỷ cho dân chúng. Có người giải thích chuyện trừ quỷ của Chúa Giêsu đã dựa vào thế lực của ma quỷ ở đây, được coi là Beelzebul, là một vị thần sứ Canaan. Tuy nhiên, Chúa Giêsu rất kiên nhẫn với họ. Người giúp khai sáng lối nhìn thiện cận của dân chúng rằng nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được? Chúa Giêsu cho dân chúng biết cuộc chiến đấu chống lại Satan là một cuộc chiến đấu dai dẳng, không được coi thường. Ngay cả khi ngôi nhà tâm hồn mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, thì chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác, luôn giữ cho đời mình trong sạch, vì có nguy cơ quỷ trở lại. Mẫu gương Thánh giáo hoàng Gioan 23, tên là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881, là một trong những giáo hoàng được yêu mến nhất thế kỷ 20. Từ lúc còn thiếu thời, Đức Gioan 23 đã có tình yêu lớn lao đối với Đức Mẹ, nhất là Đức Mẹ hằng cứu giúp. Đức Gioan 23 khẳng định rằng
Kinh Mân Côi là biện pháp nhằm khắc phục thời đại rối ren mà Ngài được chọn để dẫn dắt giáo hội. Ngày 11 tháng 10 năm 1962, Ngài đã triệu tập công đồng Vatican II, mở cánh cửa giáo hội ra với thế giới bên ngoài và đem một sinh khí mới vào sự sống giáo hội. Một sự kiện được cho là ngay cả mặt trăng cũng tỏa sáng. Bằng mọi cách, Ngài đã đặt nền tảng cho một thái độ mới, mở ra một giáo hội đối thoại và hợp tác. Đức Gioan 23 rất thực tế sống tinh thần phó thác và chỉ lo hoàn toàn tất bổn phận hàng ngày của mình khi thực thi 10 điều răn. Tuy lo lắng rất nhiều cho tương lai giáo hội vì quá nhiều khó khăn, Đức Gioan 23 vẫn thường cầu nguyện trước giờ đi ngủ. Lạy Chúa, giáo hội là của Chúa, con chỉ là tôi tớ, mạnh yếu thành đạt là trách nhiệm của Chúa, con đã làm bổn phận con. Giờ này đến giờ con đi ngủ, xin Chúa ban phúc lành cho con. Lạy Chúa, để giữ cho đời sáng tươi, xin cho chúng con biết thường xuyên dâng lên Chúa những lời nguyện thất, để giúp cho chúng con luôn ý thức sống dưới sự hiện diện của Chúa. Amen.